bắt đầu. Ok, hi everyone, chào mọi người nha. Hôm nay thì mình có làm một cái bài test ride của Peugeot 408 bản GT, bản cao nhất nha, bản này thì bản full. Ok, rồi thì hôm nay có cái bài test cũng khá là cảm xúc nha anh em cố gắng coi theo clip, cuối clip của mình nha. Rồi, ok, cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên là bài thử ABS nha anh em, với tốc độ là giảm tốc độ 80. À, chế độ là Sport Mode Drive. Đó, đang là thể thao nha. Rồi, ok, let's go. Thì mình lúc mà mới ra con 408 này thì mình cơ bản là mình rất là ấn tượng cái design của nó rồi. Thì cái design của nó là hao giống Lambo. Thì nói chung là very nice. Cái design này đã very nice và cái nội thất thì cũng khá là sport. Nhìn cái cách thiết kế và cái độ hoàn thiện nó rất là perfect nha anh em. Nhìn rất là bắt mắt và cảm xúc, mình rất là cảm xúc. Nói về Peugeot thì cơ bản là cái khoang nội thất là mình đã cảm xúc rồi. Tại vì mình đang đi cái bản là 5008, bản Alu đời 29 thì các bạn là mình cũng rất là cảm xúc rồi. Thì cái bây giờ đến cái bản đời mới này thì cái design nó lại đẹp hơn. Ok, let's go. Mình có cái bài test là 80 nha anh em và thử ABS. Let's go. Đó là một bài thử khá là cảm xúc nha anh em. Thì mới 80 thôi, nói chung là 80 thì cơ bản là 80 rồi để mình thử được ABS. Thì cái độ trượt của nó là đó là như nãy em nói rồi nha, 17-18 m. Rồi, giờ tiếp theo là bài test về số 8. Ở dây tốc độ là 20. Thì đang ở chế độ Sport nha anh em. Đó, thì tay lái nó rất là đầm chắc. Thì bản thân cái hệ thống treo và tay lái của Peugeot thì nó đã đầm rồi, thì cái bản đời mới này nữa thì quá tuyệt vời. Đó, thì ở chế độ Sport thì cái tay lái nó nặng hơn cho nên là cái việc mà đánh tay lái thì nó cũng hơi nặng một chút. Rồi, giờ đến cái bài test là giải 10 km/h với cái đường là gập ghềnh để mình thử cái khả năng triệt tiêu cái sự nhún nhảy của cái mặt đường xấu nè. Rồi, đi cửa 20 ha. Đó, rất là đầm nha anh em, nói chung là rất là đầm. Thì nói chung là đâu đó là xe châu Âu mà, thì cái hệ thống treo nó cũng rất là ổn. Thì theo như bên hãng thì hệ thống treo này là có chính của hãng Peugeot luôn, chứ không phải là một bên thứ ba nào. Rồi, bài tiếp theo là bài test 50, giải 50 km với là đánh võng. Đó là mới 50 thôi. Ok, thì đâu đó hình như là nó cũng có một chút cái tức là cái hệ thống ABS nó đã làm việc và nó có một chút gì đó, anh thấy cảm giác là cái tiếng bánh là nó trượt đúng không? Có cảm giác nó trượt. Rồi, tiếp theo là các bài test ở giải 60 km/h với các bài test là có chướng ngại vật xuất hiện đột ngột ở giải vận tốc 60 km/h. Đó, rất là nhạy anh em. Thì đối với anh em mà mê tốc độ thì cái việc đánh lái đó nó quá là đơn giản. Và với cái dàn treo và cái hệ thống lái của Peugeot nữa thì cái việc xử lý đó nó cũng rất là đơn giản và nói chung là perfect. Rồi, đó là cái bài test, một số cái bài test cơ bản về mẫu Peugeot 408 bản GT và cho ta một cảm xúc khá là đã và được phê. Rồi, clip đến đây là hết nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh. Có gì đăng ký kênh nha anh em ha. Rồi, cảm ơn.